Ngày 10 tháng 8, Sở Y tế Phú Thọ có báo cáo nhanh về trường hợp COVID-19 tử vong tại Bệnh viện Dã chiến tỉnh Phú Thọ. Trường hợp tử vong là anh GSX, 33 tuổi, lao động tự do tại Đông Chinh, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, Bình Dương, quê xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, Lào Cai. Sau khi tỉnh Bình Dương áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, ngày 29 tháng 7, anh X cùng vợ và hai cháu đi trên hai xe máy từ Bình Dương về quê Lào Cai. Xét nghiệm nhanh tại tỉnh Bình Dương, bốn người đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Khoảng 12 giờ ngày 1 tháng 8, khi đến địa phận xã Xuân Án, Hạ Hòa, Phú Thọ, anh GSX bị tai nạn giao thông. Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm bốn người thì ba người dương tính, trong đó có anh X. Sau đó, anh X được chuyển về phòng hồi sức tích cực, Bệnh viện Dã chiến tỉnh Phú Thọ điều trị. Nhưng đến 17 giờ 30 phút ngày 8 tháng 8, anh X đã tử vong do đa chấn thương, chấn thương sọ não, chấn thương ngực, gãy vỡ phức tạp xương hàm mặt, gãy hở khuỷu tay trái và viêm phổi ARDS nặng. Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã thông báo tới chính quyền địa phương xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, Lào Cai và gia đình để thực hiện các thủ tục theo quy định.